Xin kính chào đại gia đình mình nhé. Hôm nay là ngày 7 tháng 5 năm 2024. Nhà vườn mình vào tiến hành phun làm sáng mã cho cam V2 cũng như là trừ lấm rồi là kích cho quả lớn nhanh vượt trội trong cái giai đoạn này. Sáng nay đầy các bác nhắn tin cho em là sau trận mưa nó rụng quá trời, nó phải chia mọi người nhé, nó sai nó phải chia thôi. Đây, những quả to ở lại. Còn quả kẹ nếu như mọi người giai đoạn này mọi người phòng không tốt thì nó bắt buộc nó vẫn cứ phải chia quả thôi mọi người nha. Đấy, này. Quả này là những quả nó đang ở lại với mình đây. Đấy. Nhìn như này xa thì không thấy đâu mọi người nhé, nhưng vạch ra thì mọi người sẽ thấy quả. Này, mọi người nhìn này, thấy chưa? Quả đấy. Đấy, trong ngoài như nhau mọi người nhé. Này, nhìn từ xa làm sao thấy quả đúng chưa? Nhưng mà vạch ra thì mọi người khỏi bàn nhá. Này, đấy. Kìa, trên ngọn này kìa mọi người nhìn kìa. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Quả đấy, đầu lọc rất là ok mọi người nhá. Thì hôm nay nhà vườn mình tiến hành phun những cái gì thì mình cũng lại làm video mình chia sẻ cho mọi người để mọi người biết. Giai đoạn này là cần phải phòng trừ cho đẩy sáng mã quả lên mọi người nhá. Không là nó rám quả, khó, rất là khó bán trong giai đoạn này. Sau này nó sẽ làm cho rám quả đấy mọi người nhá. Này. Quả rất là ok mọi người nhá. V2 năm nay gần như là mình thấy là ok. Đấy. Đến thời điểm này cực kỳ là ok rồi mọi người nhá. Này, trong ngoài đều như nhau. Này. Trong ngoài đều như nhau mọi người nhá. Đấy. Trong ngoài đều như nhau. Đều như nhau hết. Thì hôm nay nhà vườn mình tiến hành mình phun những cái gì thì đây mình sẽ lại ở bể để mình chia sẻ cho mọi người để mọi người biết đây. Thì mời mọi người vào chỗ bể thuốc để mình chia sẻ cho mọi người biết hôm nay nhà mình phun những cái gì. Này. Những ai đã đồng hành xem kênh thì mọi người biết vẫn y như nguyên này. Một cái cành này mình đếm trước đây 1 2 3 4 5 6 7 8, nó cũng chia đây này, rụng mất 2 quả này. Đấy, nó phải chia 3 4 quả, rụng mất 4 quả đấy, nhưng nó còn lại nó sai quá, nó phải chia rồi mọi người nha. Một cành đó nó đến từng chục quả như thế thì nó không thể nào nó nuôi được 20 quả như vậy. Đây, đấy, đây trong này rất là ok mọi người nhá. Đấy. KV2. Ngoài đấy nó còn phải chia mọi người nhá. Đây. Thì mình phun những cái gì thì mình làm video mình chia sẻ cho mọi người. Hôm nay mình phun thứ nhất là mình phải kể đến. Đó là mình phòng trừ tẩy sáng mã. Vừa trị lấm tẩy sáng mã và trị cả nhện được. Đó là mình phun bằng Comilut mọi người nhá. Bệnh trị bệnh đặc trị phấn trắng, ghẻ sẹo, nhện đỏ và nhện ré. Nó là sunfua. Rẻ tiền nhưng mà lại hiệu quả. Mỗi tội mọi người phải biết phun là phun vào chiều tối mát mọi người phun. Như mình hôm nay mát rồi, mình bây giờ buổi sáng buổi mình làm video trước để chiều nay mình phun thì là mình hòa 300 lít một gói này mọi người nhá. Nắng thì mọi người phải phun loãng hơn 400 lít, nhưng mà hôm nay mới hôm nay nó báo là thời tiết nhiệt độ toàn dưới 30 độ C thì mình hòa 300 lít một gói này luôn và phun vào chiều tối. Đấy. Gói này nó trị được cả nhện đỏ, nhện ré luôn mọi người nhá. Và đặc biệt là nếu như mọi người phun vào buổi sáng mà nhiệt độ phun xong 2-3 tiếng đồng hồ sau nó lắng 40, 35, 40 độ vẫn cháy bình thường cái loại này. Nên là lưu ý mọi người nhá. Và mọi người phối thì mình vẫn cứ phối bình thường. Nguyên tắc thì mọi người phun gốc lưu huỳnh, mọi người lên phun một mình. Nhưng mà tiền của bây giờ nó thuê công mọi người nó đắt lắm, nên là mình không tách được, nên là mình phun chung luôn. Thì mình vẫn cứ cho phối bình thường, nhưng mình sẽ hòa cái thằng này trước đầu tiên, sau đó mình hòa đến thằng thuốc bệnh, thằng thuốc trừ vua chích hút. Đây là mình vua chích hút hạt chất là apesatit mọi người nhá, cộng imedan, nó là sinh học thuốc mát. Thì mình phun nó hòa 200 lít nước một gói này mọi người nhá. Đấy, một khối 2 mình cho 6 gói và một khối 2 mình cho 4 gói này, 1 2 3 4, 4 gói Comilut mọi người nhá, 1 2 3 4. Đấy. Và kể đến phân bón lá không thể thiếu được trong mỗi lần mình phun đợt này. Một, thứ nhất đó là mình đẩy thằng leo đặc lên để đẩy cho quả nó to vượt trội lên. Đây, leo quả này. Một lọ này hòa 800 thì mình hòa đặc hơn là 600 đợt này mọi người nhé. Một khối 2 mình hòa 2 lọ là lui trái này, trái lớn thần tốc này. Leo quả, lui trái, trái lớn thần tốc này. Siêu lở gai tạo phấn xanh trái, lặng ký. Đấy. Cực kỳ là ok mọi người nhé. Trong chai này nó có đầy đủ tất cả những cái chất kích thích sinh trưởng rồi tất cả các loại khác rồi. Nó làm cho quả lớn và cân bằng ở cái lượng phân và lượng trung vi lượng đều có hết ở trong này. Đấy. Mình hòa đặc hơn là 600 lít một chai rồi. Và mình kết hợp trong cái giai đoạn này mình cộng thằng Calibor.
Thằng Calibor nó cũng bao gồm thành phần là đạm, lân, kali và có cả kích thích sinh trưởng G3. Đấy, và một chai này mình hòa bình thường là có 300 lít lít nước, nhưng mình hòa loãng thành 600 lít nước mọi người nhá, một khối 2 thì mình hòa là thành hai chai đấy, 600 lít một chai mà. Đấy, thằng Calibor mọi người nhá. Đấy, nó chứa đạm, lân, kali có tất trong này rồi, mình phải phun giai đoạn này để cho nó đẩy lớn quả. Cộng theo là mình dưỡng thêm thằng phân bón lá họ amylo canxi. Nói cái khác nó là amylo acid đấy mọi người nhá. Nhưng mà giai đoạn này thì mình vẫn cứ thằng phun thằng amylo canxi để cho nó mát cây. Còn giai đoạn sau khi quả nó đậu hẳn hoàn toàn lên thì mình sẽ tiến hành mình phun thằng amylo acid. Còn bây giờ thì mình vẫn phun thằng amylo canxi. Thì cái loại này nó khác biệt tất cả những cái loại amylo khác mọi người nhá. Nó là dạng lalo này mọi người này, khoáng chất canxi nên là hấp thụ phun nó rất là nhanh, hấp thụ cho cây và cây xanh đẹp. Và đặc biệt là nó còn chống cả lứt được nữa. Thế nên là mình sẽ bổ sung amylo canxi thì mình cũng hòa loãng. Bình thường chai này hòa 300 đến 400 thì mình hòa thành 600 lít nước một chai. Đấy. Và kể đến là mình hòa thằng compi vi nượng mọi người nhá, không thể thiếu được. Đây này. Như các bác vừa nhắn tin ấy, là bị quả đỏ đít vàng đít rồi rụng. Đây mọi người nhá, xanh lá dày lá mập đọt giúp lớn trái lên màu trái, hạn chế đỏ đít và loang trái quýt cam, khắc phục vàng lá do thiếu vi nượng. Đấy, mọi người phải biết. Đấy là mình chia sẻ cái công dụng và mình phun đã bao nhiêu năm rồi cực kỳ hiệu quả. Thì cái gói này bình thường là 200 lít nước, nhưng giai đoạn này mình phối nhiều như này. Tất cả những cái trong này nó cũng có một số thành phần vi lượng nhưng rất là nhỏ. Thì mình hòa thêm thằng này thì mình hòa loãng ra 200 lít nước thì mình hòa thành 300 lít nước. Đấy. Đây là một khối 2 mình 4 gói này mọi người. 1 2 3 4 4 gói mọi người nhá. Đấy. Tổng thể trong đợt phun cam V2 hôm nay là mình sẽ thay đổi, là mình không phun thằng MX3 nữa mà mình đẩy thằng Calibor vào để đưa dưỡng chất vào để cho nó lớn trong giai đoạn này. Đấy, thì mình phun này 1, 2, 3, 4, 4 loại phân bón lá mọi người nhé, 4 họ của phân bón lá, 4 loại phân bón lá mình cộng vào và mình phun và mình hòa loãng. Cơ chế là hòa loãng mọi người xem thì mọi người cứ hỏi là sao lại cộng nhiều thế, nhưng thật ra mọi người cũng biết, ví dụ như mọi người phun đúng không, đúng liều của cái này thì là 600, cái này 300 lít nước thì có phải là nguyên hai cái thằng này là 300 với 600 đúng không, thì mình hòa loãng cái thằng này ra 600 cũng phải gấp đôi đúng chưa, gấp đôi ra, gấp đôi thì nó là loãng. Và cái này mình cũng cộng thêm vào thì theo cái của mình tiền lượng tiền nó bằng như nhau, nhưng mà nó hiệu quả hơn gấp vạn lần là mọi người phun nguyên một cái này đặc lên chẳng hạn, là nó còn thậm chí đôi khi trời nắng lên nó còn bị ngộ độc ấy mọi người nha. Thế nên là theo cái phương pháp của mình thì tiền nó như nhau nhưng mà nó hiệu quả hơn gấp vạn lần. Đấy, cây rất là xanh và bền, cây đẹp, mình không phun đặc một cái gì cả nha mọi người nhá. Trừ mỗi giai đoạn này mình đẩy thằng leo quả, muốn để cho quả nó lớn nhanh vượt trội thì mình đẩy hóa đặc lên một chút, đó là 600 lít một chai. Đấy. Còn tất cả cái này cũng thế, như mọi người biết là hòa 300 đúng lít đúng chưa, thì mình hòa thành 600 lít loãng gấp đôi rồi. Đấy, bình thường như một khối 2 là mình phải chơi cho 4 chai này đúng chưa, 4 chai Calibor hoặc là 4 chai amino acid, nhưng trong 4 chai này thì mình chia ra là có 2 chai Calibor và 2 chai amino canxi, mọi người thấy hợp lý chưa, đó thì nó hiệu quả hơn mọi người nhá. Đấy là mình chia sẻ thực sự cái nhà mình hay làm 18 năm dòng cam với mình dòng 18 năm rồi. Thế nên là đây là cái kinh nghiệm của nhà vườn, riêng của nhà vườn mình đúc kết, thì mình chia sẻ cho mọi người để mọi người biết, để mọi người phối làm sao cây cam đây. Như vườn cam này là 14 năm mọi người nhá, cam V2 của mình đây là 14 năm rồi, cam 14 năm đấy, cây như cây đa luôn mọi người nhá. Đấy. Thì mình làm thực tế cái gì thì mình chia sẻ với mọi người cái đấy thôi. Những ai bác nào cần thiết đến những cái mặt hàng như em vừa chia sẻ, mọi người cứ liên hệ với em qua số điện thoại 0386293755. Em gửi thuốc cho mọi người để mọi người phun mọi người nhá. Em chia sẻ nguồn thuốc, em gửi cho mọi người phun. Còn các bác nào không thì nhắn tin vào Zalo, có Zalo thì nhắn tin luôn vào Zalo số góc phải màn hình. Em chia sẻ, em gửi cho mọi người nhá. Và mọi người cũng gửi hình ảnh rồi là gửi cây cam về cho em để em xem, rồi em sẽ tư vấn và em chia sẻ thêm cho mọi người. Còn trong video hôm nay em chia sẻ đến đây thôi, thì em cũng xin kết thúc video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Thân ái chào mọi người nhá.